Chuyên đề số 5. Axit 12. Một la mã. Một số định nghĩa cần nhớ. Thấy đâu lại ra cái số xì má chưa? Thế ôn lại chúng ta số xóa nhá. Chưa đúng không? Hôm nay sẽ là ôn lại số xì má. Một nhỏ. Xác định số oxy hóa. Lớp 10 đấy. Hôm nay gần như học toàn từ lớp 10. Đúng không? Câu nghe lớp 10 nhá, xác định vị trí lớp 10 nhá, xin phải 1 lớp 10 nhá. Xác định số oxy hóa lớp 10 đi cân bằng vị trí ngôi sao khử cũng lớp 10 luôn. Đây là toàn ôn về cô cứ lớp 10. Mà đã ôn ngày hôm nay rồi là sau này không ôn lại được. Nhá. Xác định số oxy hóa thì cái việc mà đi xác định số xóa nó phụ thuộc vào số xóa của một đơn chất, số oxy hóa của một hợp chất và số oxy hóa của một ion. Từ gì vậy cho nó ngắn gọn hơn. Đơn chất, đơn là một, chất là chất, đơn chất là chất được cấu tạo từ chỉ một nguyên tố. Ví dụ đó là nitơ, oxy, sắt, ozone. Tất cả bọn này là đơn chất. Thì số xóa của đơn chất luôn bằng không. Không, 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 cứ chỉ đơn chất bằng không. Thứ hai là số xóa của hợp chất. Hợp chất là chất được cấu tạo bởi từ hai nguyên tố trở lên. Ví dụ HCl, H2O, HNO3, H2SO4, KNO3, K2S. Hydro luôn dừng. Oxy trong hợp chất luôn trừ 2, trừ OF2 và H2O2. OF2 thì thầy vẫn tiếp tại sao như thế, gọi là thêm một chút thôi. Phở lo là độ điện cao nhất bảng tuần hoàn nên nó lún cướp đẹp cho nó, nên phở lo cho nó chất luôn này. Oxy là dương 2, hydro đó là dương 1, và phải đọc số ở đây oxy là dương 1. Dĩ nhiên hai thằng này cũng chẳng bao giờ gặp trong đề thi trường học quốc gia, chẳng bao giờ. Từ năm 2016 đến từ năm 2017 đến nay là không giờ thôi, không thấy gặp nó nữa. Bởi vì lý do là tại vì là đều thi dạo này mà chỉ tập trung đi từ lớp 12, thấy chưa, chỉ tập trung thôi, nên là hai thằng này không gặp nhá. Thế nên lại mặc định trong đầu trong đề thi thì oxy cứ trừ 2, thấy chưa. Vậy là trừ 2. Và chính bởi vì ba cái thằng này là ba thằng cố định, nên sau này khi mà thì học là sau này khi chúng ta xác định số xóa hợp chất thì hydro mình không phải ghi cộng 1 trên đầu nữa. Trong đầu mình nhớ là cộng 1 oxy không phải là trừ 2, trong đầu mình nhớ là trừ 2 nó luôn cố định đúng không, và tổng số xóa của nó luôn mà không, nó luôn cố định như vậy. Thế như vậy đến đây thì bọn này xác định hết rồi, đến đây này thì mình có trừ 2 nhân 3 bằng trừ 6, trừ 6 cộng 1 bằng trừ 5, trừ 5 cộng số nào thì bằng không, là cộng số 5. Tương tự như vậy, trừ 2 nhân 4 bằng trừ 8, trừ 8 cộng 2 bằng trừ 6, đối với trừ 6 là dương 6. Đến đây là chị. Đến đây là chị. Nhưng chúng ta phải có thêm một cái chú ý nữa, là số oxy hóa của các kim loại nhóm 1, 2 và 3A. Số xóa các kim loại nhóm 1, 2 và 3 thì luôn lần lượt bằng dương 1, dương 2, dương 7. Lần lượt bằng dương 1, dương 2, dương 7. Vậy ở đây ạ, kali là nhóm 1A đúng không? Dương 1, đây, dương 1. Vậy là toàn tìm được nitơ trừ 2 nhân 3 hoặc trừ 6, trừ 6 cộng 1 là dương 5, trừ 2 nhân 4 là trừ 8, trừ 8 cộng 2 là dương 6. Cuối cùng, số oxy hóa của ion thì luôn bằng điện tích của ion đó. Ví dụ như là Cl trừ thì số xóa nó là trừ 1. Fe3
cộng thì số xóa là Fe cộng 7. Fe2 cộng thì số xóa là cộng 2. NO3 trừ thì tổng số xóa bằng trừ 1. SO42 trừ thì tổng số xóa bằng trừ 2. NH4 cộng thì tổng số xóa bằng dương 1. NO2 trừ thì tổng số xóa bằng trừ 1. Bây giờ thì ở đây mình sẽ dẫn đến như thế này. Thằng này là trừ 2 nhân 3 bằng trừ 6. Trừ 6 cộng mấy thì bằng trừ 1. Dương 5. Vậy suy ra nitơ trong gốc NO3 thì luôn luôn có số xóa là dương 5. Để mình làm nhá. Mình suy ra nitơ trong gốc NO3 trừ luôn là dương 5. Tương tự như vậy, mình có là oxy đây là trừ 2 nhân 4 bằng trừ 8. Trừ 8 cộng mấy thì bằng trừ 2. Thì đây là dương 6. Có nghĩa lưu huỳnh ở bên trong SO42 trừ thì luôn có xóa là dương 6. Mình tính nhanh nhé. Hydro là dương 1, dương 1 nhân 4 bằng dương 4. Dương 4 cộng với trừ 3 thì bằng dương 1. Vậy là nitơ ở bên trong NH3 cộng trong NH4 cộng thì luôn là trừ 3. Còn trong này, đi tôi trong đầu 2 trừ thì luôn là bao nhiêu? Dương mấy? Dương 3 đầu 2 trừ dương 3. Đấy, đấy là xong một số định nghĩa. Cái định nghĩa đầu tiên là về xác định số trừ 3. Kém luôn. Cái này là đi thi về lý thuyết. Cái này nó bắt nguồn từ hồi lớp 10 nhưng mà lại rất hay đi thi về lý thuyết của lớp 12. Mà sai thì cũng đọc vào cái này là sai không ạ? Bốn cái đầu là hay thi nhiều nhất. Bốn cái đầu là hay gì nhỉ? Hay gì vậy? Hay gì vậy? Chất khử là gì? Chất oxy hóa là gì? Quá trình oxy hóa là gì? Quá trình khử là gì? Chất khử là gì? Chất oxy hóa là gì? Nó luôn có chiêu nhé. Cho O nhận. Cho nhận cái gì? Cho nhận electron. Và cái này thì nó đúng với cái gì? Thì nó đúng với lại tính với chất thì lúc nào thì như nào? Tính chất hóa học, tính chất vật lý, tính với chất thì chủ nào? Có nghĩa chất khử là chất nhường E hay là cho E cũng được, nhường E cho với nhau. Chất đô xóa là chất nhận E. Cứ nhầm được cái này là thắng rồi đấy. Nên cái thằng này là cái thằng mà một trong số những cái thằng mà trước khi bắt đầu làm bài tập, bắt đầu làm bài thi dung hóa nghe thầy Khang và thầy Nhát thì người ta phát cái tờ đấy ra học phạt ấy, lúc đấy não không chưa nghĩ đề ấy, thì ta phát thầy Nhát trước bằng đề sau ấy, thầy Khang hay này ở trong thầy Nhát kiểu gì cũng một câu này không chạy đâu mà thoát được, ghi cái đề bài Nhát là kiểu gì đọc, bởi vì mình không tin tưởng được não với những đấy mà mình cứ ghi phát vào trong Nhát trước đã, thế là sau đó chấp cái gì Nhát là được không? Thế còn mình có là quá trình sự bị thì ngược với chất. Quá trình sự bị thì ngược chất. Mình nhớ tính chất giống nhau thì quá trình sự bị thì ngược chất. Thế thì mình cần nhớ cái này là chất khử như nào, chất ô xóa như nào thôi. Còn tất cả mọi thứ mình theo cái logic kia để làm nhá. Vậy ở đây ạ, quá trình khử thì nó ngược với chất khử. Quá trình oxy hóa thì ngược với chất oxy hóa. Đấy chưa? Tính khử thì giống với chất khử, tính oxy hóa thì giống với chất oxy hóa, chất bị khử thì ngược với chất khử, chất bị oxy hóa thì ngược với lại chất oxy hóa. Đơn giản là anh ấy hôn tôi bị anh ấy hôn đấy, được nhau. Chất hóa chất khử thì ngược với lại chất khử, sự oxy hóa thì ngược với lại chất oxy hóa.
Chỉ nên chỉ định nghĩa thôi. Làm bài tập thì là rất ít khi dùng định nghĩa. Hệ quả của định nghĩa, hệ quả của định nghĩa thì chất khử là chất cho E, nhận E. Đấy thì chúng ta đọc được một cái chiêu đó là khử thì tăng, O thì giảm, tăng giảm về số oxy hóa. Vậy chất khử là chất có số oxy hóa tăng, và chất oxy hóa là chất có số oxy hóa giảm. Và em tự điền thôi, cái còn lại tự điền thôi nhé. Này quan trọng lắm nhá, quan trọng là phần làm lý thuyết nhá, lý thuyết điện phân nhá, lý thuyết điện hóa là điều động đến bọn này. Bây giờ ngày hôm nay quá trình trình sự bị trùng nhau, ừ giống nhau, luôn có tính chất giống nhau. Đến cái lúc mà làm bài tập mà sai với cái này là một tay luôn, bởi vì cái này thì dạy như cái này mà có chiêu này là không bao giờ được sai câu này. Và câu này là một trong số những câu mà quyết định về là điểm số em cao cho bạn không. Chúng nó là đứa nào cũng chia chỗ này rất nhiều, chứ đứa đỉnh cao nó làm nhiều hơn. Còn những đứa mà kiểu kiểu mát mang kiểu hơi hiểu tí nở cái mức mà lăn tăn cứ được là khá cứng với khá là nó sẽ chết không nhỉ. Học lý thuyết phải chắc, không nắm chắc được cái này thì không thể nào bước vào được điện hóa và điện phân. Điện phân lúc đấy nó hỏi điện cực A cốt sẽ ra quá trình gì, K cốt sẽ ra quá trình gì, để loạn hết. Thế là lúc đấy phải có chiêu mình học. Thế tự điền được nốt đó. Đấy, quá trình khử thì là quá trình, nhớ cái đó, quá trình nhận E là quá trình nhường E. Quá trình khử thì số oxy hóa giảm, và quá trình oxy hóa thì số oxy hóa tăng. Tính khử là tính nhường E, tính oxy hóa là tính nhận E. Chất bị khử là chất nhận E, chất bị oxy hóa là chất nhường E. Sự khử là sự nhận E, còn sự oxy hóa là sự nhường E. Trong đề người ta có quyền hỏi một trong số tất cả các định nghĩa này nhá. Dạ vâng, chúng ta có 11. Quen nhớ đến Covid xảy ra thì mình học về cổ vũ đấy nhá. Nhắc lại lần thứ hai mà Nam không nhắc lại lần nữa đâu, chỉ nhắc đến đây.